Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan vừa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích cao và tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Nho Quan đã nỗ lực sáng tạo vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý dạy và học. Cơ sở vật chất, quy mô trường lớp tiếp tục được tăng cường, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được củng cố vững chắc, giáo dục đại trà có chuyển biến tốt. Điểm trung bình thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 tăng so với năm học trước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng. Tại hội nghị, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021-2022 đã được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuyên dương khen thưởng các học sinh có nhiều thành tích trong các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi và các em đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.